Nhi bữa nay Nhi sẽ làm cái clip là vẽ chiếc áo bà ba này, rồi xong rồi clip sau là Nhi sẽ hướng dẫn cách và may đó. Đây là chiếc áo bà ba này đây cả nhà, đó Nhi sẽ vẽ chiếc áo bà ba này đây đó. Dài lưng trên đây là dài áo là 67 cm đó. Từ cái 67 cm này xong rồi thì các bạn sẽ lấy thước, các bạn đặt ngang qua. Khi đặt ngang qua rồi thì các bạn sẽ lấy từ cái mí đặt ngang đi, từ trên mí đặt ngang này đi xuống đây là hạ nách là 19. Lấy cái tâm của từ cái tâm đi qua bên đây cái cổ sau là 4 cm. Các bạn đặt ngang qua. Rồi các bạn dùng thước từ cái 3.5 này. Các bạn sẽ dùng viết các bạn gạch thẳng lên. Đó, rồi các bạn sẽ vẽ cái vòng cong. Còn cái lằn xanh này là trừ hao cái đường may 1.5 cm đường may thì các bạn đo vòng cong lên là trừ hao đường may 1.5 cm. Là 13 cm. Rồi các bạn sẽ dùng thước gạch ngang qua. Rồi từ cái gạch ngang qua đó thì các bạn sẽ đo eo, đo từ cái tâm giữa này đi qua bên đây là 21 cm. Rồi tới cái lai. Cái lai thì từ cái tâm giữa các bạn lấy qua bên đây là cái lai là 23 cm. Nha. Đó, 23 cm các bạn gạch dấu. Rồi từ cái mí lai dưới này các bạn lấy lên đây, các bạn vẽ vòng bầu gạch là sườn đi xuống dưới eo. Rồi từ dưới eo đi xuống dưới cái lai. Thay vì gạch thẳng nha các bạn, đó như để cái thước các bạn thấy được không, thay vì các bạn gạch thẳng xuống, nhưng mà các bạn á, tại vì mình có chiếc cái ben cho nên là các bạn đánh cái vòng bầu đó. Lấy cái thân sau như sẽ kéo vô bằng cái sóng đỏ nha, đó bằng cái đường may đó, bằng như vậy đó nha cả nhà. Rồi khi chẻ bằng xong rồi thì các bạn lấy từ cái mí sống của cái thân sau, từ cái mí sống này các bạn lấy xuống đây là 4 phân làm dấu. Thì các bạn 4 phân làm dấu xong rồi á, thì các bạn sẽ lấy ngay chân điểm của cái sóng này với cái sóng của thân trước mà sẽ làm dấu qua đây, ngay đây nha. Rồi các bạn vẽ theo cái vòng cong của cái cổ áo thân sau nha. Đó, rồi tới cái ngực. Cái ngực thì cái ngực thân trước thì các bạn từ cái mí của cái đường ngoài này của cái thân sau các bạn cộng thêm 1.5 cm, các bạn vẽ thêm 1.5 cm đó. Rồi cái eo, từ cái mí eo này các bạn lấy lên trên đây 1.5 cm, từ cái mí eo lấy lên đây 1.5 cm đó. 1.5 cm thì cái này từ cái mí của đường may thân sau bạn cộng ở đây 1 phân đó. Rồi tới dưới lai. Dưới lai thì từ cái lai của cái thân sau các bạn sẽ cộng xuống đây là 3 phân đó. Thì cái 3 phân này xong rồi thì các bạn sẽ dở cái kéo lên, các bạn sẽ kéo cái chiều dài của thân sau xuống đụng tới 3 cm nha. Tới đụng tới cái 3 cm thì các bạn sẽ dùng thước, các bạn sẽ vẽ cái nách bầu cái vòng lai vòng ở đây, các bạn thấy không đó, đây ngay đây. Rồi các bạn sẽ dùng viết, các bạn sẽ đánh vòng qua vòng nách trước nghe cả nhà đó. Đó, cái thống độ cổ ngang gạch ngang qua lấy xuống đây là hạ bên ngực là 21 cm. Còn hạ bên eo á, là từ cái mí này đi lấy xuống đây là hạ 24, hạ bên eo. Rồi từ cái hạ bên ngực, rồi từ cái mí sống của giải thân trước nè, tâm thân trước nè, lấy qua đây là 12.5 cm. Còn từ cái ben này, đầu ben này, thì từ mí sống giữa này lấy qua đây là 11.5 cm nha. Rồi đầu từ cái 11.5 cm, rồi từ mí này xuống đây nha, là 10 cm nha, 10 cm. Thì từ cái xính giữa này qua đây 1 cm, từ đây qua đây 1 cm. Rồi dưới đây cái lai, thì từ cái lai đi lên trên cái đầu đuôi ben này là 14 cm. Rồi từ cái tâm giữa này qua đây là 12.5 cm. Thì các bạn lấy thước bằng gạch thẳng lên, rồi cái đầu xéo qua. Các bạn lấy thước dây đo là 70 cm, là dài tay lên tới đây. Đó, rồi các bạn từ cái mí dài tay này thì các bạn lấy cái thân sau, lên thân sau đây, các bạn nhập vô. Đó, bạn nhập vô, các bạn làm dấu ngay đây. Cái này xong thì các bạn sẽ lấy cái sóng của cái tay lên đây, các bạn nhập bằng ở đây, thì các bạn kéo ở đây, thì các bạn sẽ làm dấu lấy viết bằng gạch vẽ theo vòng cong của cái nách tay nha. Rồi vẽ xong nách tay rồi, từ cái sóng này các bạn lấy qua đây là cái nách tay 17. Rồi xuống dưới đây là cái cửa tay, từ cái sóng giải qua tới bên đây là cửa tay là 13. Thì các bạn sẽ dùng thước, các bạn sẽ vẽ hơi có độ cong chút xíu chỗ này nghe các bạn, tại bắp tay của mình nó hơi nhỏ. Ra xong rồi như chải cái tay ra rồi đây, thì các bạn lấy từ cái sóng giữa của cái tay này đi qua phía bên đây là từ cái mí trên của cái cạnh giải này, các bạn lấy xuống đây là 2 phân.
nha. Đó, các bạn lấy hai phân thì các bạn sẽ dùng thước gạch từ cái điểm giữa của tâm sóng tay nha, xuống đây gạch xé xuống đây là hai phân đó. Thì cái này là Nhi đã ghi là thân trước giảm 2 xăng nha, thân trước thân sau đó. Bây giờ các giờ Nhi sẽ lấy kéo, Nhi cắt xéo chỗ này đó, Nhi sẽ cắt xéo lên đó, các bạn thấy không, ngay tâm giữa nè, sẽ đây kéo xéo xuống, cái này là nó trước nha cả nhà,